Xin chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại bản tin ngày 20 tháng 3 năm 2024 Cả bản tin này có các nội dung chính như sau Thứ nhất là chúng ta cùng phân tích tổng hợp lại VNI sau phiên ngày hôm nay Đồng thời đưa ra nhận định cho VNI phiên dịch mới ngày 21 tháng 3 Ở cái phần cái nội dung thứ hai, nội dung quan trọng nhất của phiên ngày hôm nay Đó là chúng ta cùng view lại tốt các cổ phiếu banh đáng mua nhất trong giai đoạn hiện tại Và đánh giá xem là các cổ phiếu này liệu đã vào nhịp mới hay chưa và tiềm năng tăng trưởng cũng như là lựa chọn ra cổ phiếu tốt nhất cho bạn cho một chu kỳ đầu tư tiếp theo. Ok, đầu tiên thì chúng ta đi vào cái nội dung thứ nhất và trước khi đi vào cái nội dung thứ nhất thì anh chị nào xem video thì, uh, vui lòng cho em một like, comment, subscribe cũng như đăng ký kênh để được cập nhật các báo cáo sớm nhất trong thời gian tới và uh, để nhận được các cái tư vấn khuyến nghị cũng như là tốt các cái siêu cổ phiếu hoặc là các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng anh chị vui lòng uh, kích vào các zoom free hoặc cái zoom cộng đồng ở cái phần mô tả dưới video anh chị có thể mở bất kỳ một video nào trong cái kênh thì đều có cái phần mô tả và anh chị chỉ cần kích vào đó thôi thì chúng ta sẽ có một loạt các zoom uh, free ở dưới này anh chị có thể truy cập vào các zoom dưới đây Đấy, các zoom nào chưa full thì anh có thể truy cập vào để nhận được các khuyến nghị tư vấn ở trong tim và để chi tiết hơn anh chị có thể liên hệ vào zoom cái hàng zoom vip thì sẽ được tư vấn khuyến nghị một cách đầy đủ và kịp thời tránh hiện tượng là khuyến nghị trễ hoặc là các điểm mua muộn đó đó là một số các cái giới thiệu của team chúng ta đi vào nội dung thứ nhất ở kết phim này VNI đóng cửa tại 1260,08 tăng 17,62 điểm tương mức tăng 1,42 phần trăm còn phía V30 đóng tại 1259,06 tăng 24,32 điểm tương mức tăng là 1,97 phần trăm ở phía VNI có 339 mã xanh 6 mã trần 70 mã tham chiếu 139 mã giảm đỏ còn phía V30 có 24 mã tăng xanh một mã trần hai mã tham chiếu 4 mã giảm đỏ như vậy là độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về chiều mua khi mà có tận 339 mã xanh và có 139 mã đỏ và điểm số này tăng khá là mạnh khi vn 30 tăng tận 24 điểm còn VN index tăng 17,62 điểm một phiên uh, về điểm số tăng khá là mạnh thì đóng góp điểm số ở phía chiều tăng thì chúng ta có các cổ phiếu như bit Techcombank, CTG, MB các cổ phiếu thuộc nhóm bay hoặc một số cổ phiếu trụ như GAT, FPT, MVG, vân vân chiều giảm có BIT, VSM, VRE một số cổ phiếu khác nhìn chung là hôm nay là banh là đóng góp khá tích cực vào cái điểm số của VNI thì cũng như bản tin phân tích nhận định VNI trong các cái thời điểm vừa qua và suốt trong thời gian này thì, thì vẫn uh, luôn dự phóng các kịch bản và đưa kịch bản là vừa đi nếu trụ được cái ngưỡng 1230 đây là cái vùng này vùng đáy này 1230 thì khả năng cao sẽ xoay với này và uh, tiếp tục bay trong thời gian tới và đây là cái kịch bản luôn luôn tìm ưu tiên trong thời này và cũng có dự phóng một kịch bản nữa nếu cái vùng 1 1235 ở đây tức là cái đáy này nó bị xuyên thủng thì có thể test về cái ngưỡng sâu hơn tức là cái đáy dưới cái đáy chỗ này 1 1210 và sau đó tiếp tục nó đi lên như vậy ở kịch bản nào cho nữa thì sau khi test về các vùng hỗ trợ này thì VNI của chúng ta vẫn tiếp tục thì tiếp tục tăng trong thời này đó là cái nhận định view của team và team vẫn ưu tiên kịch bản này kịch bản đầu tiên tức là nó Sideway như này và sau đó tiếp tục tăng và hiện tại thì chúng ta đã có các cái phiên ba phiên gần đây cụ thể là từ phiên số ngày 18 tháng 3 ở phiên hôm qua ngày 19 3 và tiếp tục phiên này là lại một lần test nữa về cái ngưỡng 1230 đấy, cộng trừ cái ngưỡng 1235 đó cái đáy của cái phiên 11 tháng 3 nó tạo ra và hiện tại thì đã có ba lần test ở phiên ba phiên gần nhất của ba phiên ngày hôm nay kể cả hôm nay nữa là ba phiên gần nhất và vẫn không thủng cái ngưỡng này và tiếp tục là gì cái lượng cầu vào bắt tiếp hàng tiếp và chỉ số có sự hồi phục khá là mạnh thì nhận thấy cái điều đó thì ngay trong buổi sáng hôm nay thì team cũng đã khuyến cáo cũng đã view cho mọi người về các cổ phiếu mà có thể tích cực trong thời hạn này đồng thời đưa ra khuyến nghị chúng ta mua vào khi ở cái vùng giá khá là tốt đấy ví dụ như là ở cái thời điểm buổi sáng tim team cũng có nhận định và bót lên team là các cái dòng banh thì uh, các dòng cũng uh, banh tốt thì phần lớn là tăng hết đấy, vào trên thì sẽ tăng đều cả và các dòng mít cap chạy và cao rồi thì dòng banh sẽ đến được sớm và à, các nhóm mid cao mít cáp mà đã cao tăng cao rồi thì chúng ta không đua vào nữa và chúng ta gì để ý nhóm banh và nhóm banh là trong vòng khoảng một tháng qua đã, đã trải qua quá trình tích lũy điều chỉnh và chưa có nhịp tăng nào và đến bây giờ thì dòng tiền quay lại nhóm banh cũng là hợp lý và lập tức là khuyến nghị chúng ta mua vào các cổ phiếu thuộc uh, các cổ phiếu banh như Techcombank, CDG, MBB và chúng ta thấy là hôm nay một loạt các cổ phiếu nhóm banh thì có cái điểm chạy khá là tốt khi đóng cửa khá là cao trong phiên thì, thì chúng ta sẽ phân tích cái dòng cổ phiếu này như vậy chúng ta có cái điểm bắt ở thời điểm rất là sớm và dự phóng thì cũng là gì khoảng đầu tiên thì dự phóng khoảng một hai tuần nữa thì nhóm banh sẽ vào cái sóng tuy nhiên hôm nay ngay tại cái đầu phiên buổi sáng mà có tín hiệu một chút thôi và sau đó các cổ phiếu này cũng chạy khá là mạnh như vậy cái điểm bắt banh trong buổi sáng này các bạn bắt được cái ra khá là tốt quanh như vùng nền thì chúng ta phải phân tích cái kịch bản này đó là cái kịch bản và các cái view cũng như chiến thuật cho bạn trong thời gian qua để tìm vẫn luôn luôn ưu tiên đến kịch bản nó sideways và sau đó thì ở uh, sideways như này sau đó thì nó sẽ tăng tiếp và hiện tại hôm nay có một phiên mà kéo giật lại tăng 20 điểm khi chạm về cái vùng hỗ trợ 1235 thì về cơ bản ở uh, cái thanh khoản hôm nay là một phiên tăng về điểm số thì khá là tốt bởi vì cái nhóm banh kéo thì rất dễ tác động đến việc điểm số Đấy, tuy nhiên thì về thì cái von thì không bằng hoặc là thấp hơn các phiên trước do đó là trong các phiên tới nếu còn có kéo tiếp lên cái vùng trên đúng không thì cái vùng 1207 x này thì tiếp tục lại là một trong các vùng kháng cự mạnh trong trường VDI của chúng ta tiếp tục kéo trong thời gian tới có thể nó sẽ dưới đến đây một chút sau đó tiếp tục có tích lũy này và sau đó sẽ tiếp tục có tăng tiếp trong cái uh, thời gian sau đó các bạn nhé đây vẫn là các chiến thuật của Uh, view của team trong cái thời gian vừa qua thì các bạn thấy là hiện tại cái bên trên nó đã rũi ngang ra, cái bên, bên dưới nó cũng tương tự rũi ngang ra. Như vậy là cái bên ở trong cái đoạn này kể cả bên trên bên dưới nó đang thắt vào và MA20 cả đường MA nhỏ nó cũng đang nằm ngang ra. Nó thể hiện là gì? VN vẫn tiếp tục uh, đang duy trì một cái range sideways. Với lại cái hỗ trợ dưới 1230 và cái kháng cự trên 1280 quanh cái vùng này một thời gian uh, trước khi nó uh, tiếp tục vào một cái xu thế mới. Tuy nhiên nếu mà chỉ số chúng ta duy trì được trên mà 20 tức là trên 1250 ở tích lũy được ở đây thì cái cơ hội nó bứt phá về nó mở cái bên trên ra và tiếp tục tăng thời gian tới khá cao và nhóm banh là cái nhóm mà nó sẽ là tác động chính nhân tố chính để giúp về chúng ta có thể vượt được các cái vùng kháng cự mạnh ví dụ cái vùng 1.300 thì chắc chắn phải có nhóm banh vượt được và banh cũng nằm cái nhóm mà điều chỉnh thời gian qua điều chỉnh một tháng rồi mà bây giờ nó bắt đầu đến các cái điểm cân bằng và có dấu hiệu dòng tiền trở lại thì do đó là cái điểm mà khuyến nghị chúng ta bắt banh ở trong phiên ngày hôm nay chúng ta nhập các cổ phiếu banh vào khi mà nó ở các lề hỗ trợ khá là ok và chúng ta đã có cái điểm mua khá là đẹp đấy đối cổ phiếu nhóm banh ở trong cái thời điểm này rồi ok chúng ta sang tiếp theo đó là về về phân tích kỹ thuật của VNI về trung hạn thì đang là tuần thứ ba tích lũy và hiện tại là vẫn chưa thủng cái MA10 đối với trung hạn là quanh 1200 22 nó chỉ nhúng nó thôi và tiếp tục tăng tiếp như vậy chúng ta có 3 tuần tích lũy và tuần này nếu mà vượt được cái vùng 1276 tức là vượt được cái đỉnh cũ trong các phiên vừa rồi nó tạo ra 1277 gọi là 1280 cộng trừ thì nó sẽ chính thức tiếp tục bước vào một cái nhịp tăng về mặt trung hạn nếu vượt qua cái ngưỡng đó họ tiếp tục hướng lên cái vùng đỉnh tiếp theo là 1300 cộng trừ 1300 khả năng nó sẽ có sự rung lắc nhưng mà mình đánh giá là rung lắc ở cái vùng đó thì cái nhóm bay sẽ là cái nhóm mà tích cực để giúp chỉ số chúng ta vượt qua vùng 1.300 để dướn lên các cái vùng tăng tiếp theo trong thời tới nhưng mà trước mắt có thể một hai phiên tới nó sẽ tiếp tục gặp rung lắc tiếp khi mà lên sát ngưỡng 1280 đó bởi vì là cái thời gian này nó phải đủ thời gian để nó hấp thụ hết thì sau đó mới tăng được về cơ bản là các cái cổ phiếu mà về các cái điểm mua tốt có nền định nghĩ tốt hoặc các cổ phiếu mà về các vùng hỗ trợ các bạn vẫn có thể để các bạn nhập vào mua vàng đấy kể từ từ các cái thời điểm hôm trước thì tìm khuyến nghị mọi người là gì để chúng ta liên tiếp chúng ta nhập các cổ phiếu liên quan đến dòng chứng khoán ví dụ hôm trước đây ở phiên trước thì tìm đưa ra nhận định là VNI rung nát nhưng áp lực bán không mạnh không có hoảng loạn hiện tại vẫn nằm trong kịch bản như tin dự phóng sau đây quanh 1230 mươi trước khi có nhịp mới anh chị có thể canh rung lắc mua thêm các cổ phiếu như VCS, SS, MBS, CDS, ai vân vân hoặc mua lại phần lướt của nhóm chứng khoán đây là cái view hôm trước thì chúng ta thấy là ngoài nhóm chứng khoán chúng ta có mua thêm thì cái điểm mua nhóm thép nhóm thép hôm qua vgs nkg kéo trần ngay ở trong phiên đó hôm nay thì một loạt các cổ phiếu chứng khoán như vci là tăng khá là mạnh và đây là cổ phiếu mà hoặc cts cũng là một cổ phiếu mà khá nổi trội trong nhóm chứng khoán những cái cổ phiếu này trong thời gian qua được, được team phân tích khuyến nghị cho mọi người cũng như là view cho mọi người rất chi tiết các cổ phiếu này và luôn luôn các bạn ưu tiên các cổ phiếu trong chứng khoán đoạn này là gì? số 1 là vci và trong một hai tuần trở lại các bạn thấy là từ lúc ra video cái cổ phiếu mà vi thì cổ phiếu liên tiếp là cổ phiếu dẫn đầu trong cái nhóm chứng khoán và tiếp tục thể hiện là một cổ phiếu mạnh nhất ở trong nhóm chứng khoán và hiện tại thì hôm nay cũng có cái thông tin ở Zumo à, thì các bạn chắc là các bạn cũng đã đọc được các cái thông tin này ở trên cái nhóm thì đây để mình view lại cái thông tin này cho các bạn đối với nhóm chứng khoán thì dự kiến là cái nhóm chứng khoán này thì trong cái thời gian tới từ trong tuần tới thì nhà đầu tư nước ngoài có thể là được ký quỹ đây là cái thông tin để sẽ cho phép công ty chứng khoán lớn bảo lãnh cho nhà đầu tư nước ngoài mua trước và nộp tiền sau trong ngày công ty chứng khoán sẽ chịu trách nhiệm về việc thanh toán của nhà đầu tư với VSD và trước đây thì cái việc ký quỹ này thì không cho phép và hiện tại thì đã cho phép nhà đầu tư ở nước ngoài thực hiện cái này nên là đây có thể là một cái yếu tố mà nó tác động tích cực đến nhà chứng khoán giúp cho cái việc là thanh khoản nó sẽ tăng lên khá là nhiều và đây cũng là một cái tiền đề giúp cho việc là thay đổi các cái tiêu chí đạt được các cái tiêu chí nâng hạng cho thị trường uh, chứng khoán Việt Nam từ giờ đến cuối năm ở, của năm 2024 này. Có thể là cuối năm nay hoặc sang năm Việt Nam sẽ phấn đấu để lọt vào đáp ứng các cái chỉ tiêu để lọt vào cái top được nâng hạng. Đó là cái kỳ vọng rất lớn cho cái nhóm chứng khoán trong đợt tới. Và theo cái thông tin Zumo nữa, bên này thì có thể tháng 5 cái hệ thống KRX của chúng ta sẽ đưa vào vận hành, đây, khoảng đầu tháng 5. Hiện tại bây giờ đã là thử nghiệm xong hết các khâu cuối cùng rồi, chỉ đưa vào chờ đưa vào vận hành thôi và đây là các cái thông tin mà nó sẽ tạo tích cực đến cái nhóm chứng khoán trong thời gian tới đây là đối với các cái cổ phiếu nhóm chứng khoán này nó sẽ còn tăng và tiếp tục tăng các bạn nhé đấy như VCI là cổ phiếu mình phân tích cho bạn rất nhiều trong thời gian qua và hiện tại thì hôm qua cũng có dự phóng này nếu mà tiếp tục nó tích lũy điều chỉnh về cái vùng khoảng độ 50 cộng trừ đấy 4 50 cộng trừ có thể xuống 49 hoặc 51 chẳng hạn thì đó là cái vùng mà thì hôm nay thì thấp nhất là cái vùng khoảng 50.5 thì cổ phiếu lập tức bật lên khá là mạnh hôm trước khoa mình có view nếu các bạn mua thì các bạn canh những vùng 50 cộng trừ này và hôm nay nó bận lên khá là tốt thì dự phóng ở trong thời gian tới như vi sai thì có thể ngày mai nó dướn lên một chút ở cái đỉnh cũ này nữa nó quay những vùng cái vùng này là chính là cái vùng khoảng 50 54 cộng 55 đấy, mai nó dướn đấy và khả năng nó sẽ có một vài phiên nó sideways như này các bạn nhé sideways này đấy, một vài phiên nó sideways này và sau tiếp tục nó sẽ vượt đỉnh nó tăng tiếp trong thời gian tới đó là cổ phiếu visa và đương nhiên là các bạn này, ở trong tim thì sẽ có khuyến nghị rất kịp thời đầy đủ và các cái điểm mua liên tiếp trong thời gian qua ví dụ đây là các hôm trước tiếp tục khuyến nghị chúng ta mua vào các cổ phiếu và đương nhiên trong thời gian gần đây ưu tiên rất nhiều vì và cts đó là hai cổ phiếu mà được ưu tiên nhất ngoài ra thì chúng ta có cổ phiếu thì ss là cổ phiếu chạy sau cũng được tim khuyến nghị trong thời này và hiện tại hôm nay sau khi điều chỉnh test lại về cái vùng khoảng độ 18.7, 18.6 tiếp tục có lượng cầu vào vào đầy cổ phiếu tăng trở lại. Như vậy là cái nhóm chứng khoán đang vận động khá là tích cực. Cụ thể S, là cổ phiếu tăng sau nhưng cũng tiếp tục tăng lại. Như vậy là uh, ngoài các cổ phiếu như VISHAI, CTS là cái cổ phiếu mà khá khỏe trong nhóm chứng khoán thì chúng ta cũng có các cổ phiếu khác cũng đang vận động khá là tích cực. Đó. Uh, CTS đây cái điểm hỗ trợ hôm qua chính là cái vùng gác. Thì cái vùng này là cái vùng canh mua chúng ta nếu mà cổ phiếu điều chỉnh hỗ trợ về quanh vùng 35 năm hoặc ba năm cộng thì hiện tại thì cổ phiếu này cũng có, có một phiên hồi đóng cửa cao nhất phiên nhưng mà dự phóng cổ phiếu chứng khoán lại trong thời này kể cả CTS này thì là sẽ sideways trong thời này đây là cái mô hình uh, sideways mô hình tam giác các bạn nhá cán cờ thì khi nếu nó bứt phá thì nó sẽ bằng cái target này lên đây đấy và uh, cái nhịp này từ đây đây thì nó sẽ sẽ bằng cái nhịp này nó phá từ đây đến đây nên là cái vùng đối với lại uh, như CTS này có thể nó sẽ dướng lên cái vùng mà ở 4x trong thời gian tới hoặc là sẽ đuổi những cái cổ phiếu chạy đầu như như là FTS này đúng không đang giá 60 của BSI này đang vùng giá cũng 60 cộng trừ có thể CTS trong thời gian tới nó sẽ cũng đuổi lên cái vùng giá này loanh quanh cái ngưỡng đó bởi vì nếu mà cái câu chuyện thoái vốn hoặc câu chuyện tăng vốn câu chuyện bán vốn xảy ra thì đối với những cổ phiếu này thì các bạn không thể định giá ông FA được nó chạy thì có thể là nó ít đôi ít ba trong một gian rất ngắn đó là khá là ok và đương nhiên thì những cái cổ phiếu này thì đều có các video phân tích cho các bạn rồi. Các bạn vào zoom vào team khách hàng thì các bạn kích vào uh, các cái đường link tư vấn ở dưới các cái mô các video này đều cái đường cái, cái, cái phần mô tả đều có cái đường này. Đây là CTS một tháng trước đã video cho các bạn và gần đây cổ phiếu VCI cũng ra video các bạn thì hai cổ phiếu này rất khỏe trong nhóm uh, chứng khoán và tiếp tục thể hiện cái trend vượt trội của mình trong thời gian này. Ok, đó là các cổ phiếu liên quan đến nhóm chứng khoán CTS, VCI, SHS ngoài ra các cổ phiếu khác như si, si này cũng chạm vùng hỗ trợ hồi lại nhưng mà khối lượng hơi thấp các bạn nhé, khối lượng hơi thấp như này thì khả năng tiếp tục còn sai tiếp ở trong thời gian tới hcm trên này trên sai đao nhẹ quá cm tuy nhiên cái vùng hỗ trợ cổ phiếu là hai 5 năm là cái vùng hỗ trợ rồi bên dưới nó đang ngọc lên như này bên trên nó cụp xuống như vậy là đối với hcm thì khả năng cao trong thời gian tới thì nó sẽ tiếp tục hồi lên sau nó cũng đi ngang sai dạng như này thôi đấy thì những cái cổ phiếu chứng khoán thì trạng thái nó hao hao được nhau đó là về HCM hcmvnd MBS tương tự mà cũng chạm hỗ trợ phiên hôm qua phiên này hôm nay hộp là một phiên hồi đối với MBS nhưng khối lượng rất là thấp độ bật thì kém hẳn so với lại các cái cổ phiếu khác của uh, cùng một nhóm ngành cùng nhóm ngành nhỉ có vi sai tăng 5 phần trăm có thời điểm tăng hơn 5 phần trăm như các cổ phiếu khác đây tăng có hai ba phần trăm VX này cũng là cái cổ phiếu mà trong đoạn hiện nay các phiên gần đây biến động khá là tích cực với nhưng mà cái cổ phiếu tính đầu cơ khá là cao nhìn về trạng thái có vẻ gần giống CDS nhưng mà mình chọn CS rồi thì không đánh cổ phiếu này và CS thì nó rõ ràng cái chen của nó sẽ mượt mà thoát chen hơn hẳn so với cổ phiếu về Ok đó là cái nhóm chứng khoán video cho bạn các cổ phiếu hôm qua khuyến nghị mọi người à, là chúng ta khuyến nghị bắt liên tiếp trong thời gian gây có có VGS và hiện tại VGS nó đang siết nền như vậy cổ phiếu này cũng là cái trạng thái nó cũng tương đương cái cổ phiếu khác nó sẽ hình thành cái mô hình uh, sideways tam giác ở đây và tiếp tục bài tiếp dự kiến nó bay tiếp nhé các bạn nhé đó là về VGS về NKG tương tự hôm qua một phiên nổ NKG hôm nay là phiên gì test lại mai là phiên hàng về các bạn lưu ý mai là phiên hàng về phiên test hôm nay khối lượng von khá là thấp như vậy là test khá là ok ngày mai nó tiếp tục mà cổ phiếu này duy trì được cái nền quanh hai năm cộng trừ này nó ở đây hoặc cái vùng 24 cộng này thì rất có thể là nó sẽ tiếp tục bay tiếp đấy, các bạn nhé đối với cổ phiếu như NKG nếu các bạn muốn mua thêm cổ phiếu này các bạn đợi nó tích lũy khoảng vài ba bốn phiên các bạn mua vào và các cổ phiếu khác trong nhóm thép HPG cũng đang cân bằng lại cái vùng này tuy nhiên là cổ phiếu này thì mình không khuyến nghị có VGS và NKG được ưu tiên hàng đầu thôi HSG thì cũng cổ phiếu này gãy chen thùng đáy rồi nhưng mà cái chen này thì cái dòng tiền cũng chưa thấy vào và rõ ràng là cái trạng thái cổ phiếu này là yếu hơn là KG với VGS rất nhiều các bạn để theo dõi các cổ phiếu nhóm thép rồi đó là cái nhóm thép cái nhóm thứ hai đó là DIG DIG thì bất động sản bất động sản hôm nay cũng đang tích lũy DG sau 4 phiên bạc 4 phiên hôm nay phần là cân bằng tích lũy lại vùng giá 30 chúng ta có thể theo dõi một vài phiên cái vùng giá này Nếu ổn định thì chúng ta sẽ gì các bạn là muốn mua gia tăng thì sẽ mua sau đó Lam Long cũng đang đang chạm vùng hỗ trợ ở vùng này đối với Lam Long là hỗ trợ rồi HDC phiên bùng nổ test lại và đang duy trì cái nền quanh 34 nếu giữ được cái 34 thì vẫn ok các cổ phiếu khác như uh, Novaland Novaland thì dòng tiền chưa có dòng tiền hơi yếu DXG thì có vẻ là nhăm nghe vượt chen để hình thành các cái chen tăng mới đấy là nhóm bất động sản nhìn chung bất động sản sau phiên nổ thì các phiên điều chỉnh như này thì điều chỉnh nhẹ thôi nó kết lại khả năng nó vẫn tiếp tục một cái nhịp tăng nữa đối với các nhóm này đấy thì bản tin nhận định hoặc là view hoặc là các cái cập nhật cho mọi người trong cái thời điểm buổi sáng cũng nói rất rõ cho ông ta là gì đối với lại các cái dòng mít mà chạy cao thì nó sẽ đến nhóm banh và các cái nhóm nặng chạy cao rồi thì dòng tiền nó sẽ có xu hướng nó tìm đến các nhóm mà nó chưa tặng nên là các nhóm chưa tăng hoặc tính đủ là là các cơ hội của chúng ta để chúng ta mua vào các cái nhóm đó. Ok, đó là cái nội dung thứ nhất của chương trình ngày hôm nay và chúng ta sẽ đi đến cái nội dung thứ hai, đó là chúng ta view xem là ở top các cổ phiếu banh đáng mua nhất thì đâu là cổ phiếu mà chúng ta đáng sở hữu nhất trong thời điểm này và đâu là cổ phiếu mà chúng ta kỳ vọng nhất đối với lại cái cổ phiếu thuộc cái nhóm banh thì hiện tại đối với cổ phiếu thuộc nhóm banh thì uh, chúng ta có các cái cổ phiếu để chúng ta đánh giá các cái chỉ tiêu liên quan nhóm banh thì căn cứ vào các chỉ tiêu như nào như sau thứ nhất là về tốc độ tăng trưởng thứ hai là thì, uh, uh, thứ nhất là tăng trưởng tín dụng và thứ hai nữa là chúng ta đánh giá cái tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm uh, quý so với quý và thời điểm hiện tại so với các thời điểm trước như nào cái chỉ tiêu tiếp theo đó tỷ lệ casa nim thì nợ nợ xấu thì nó bao phủ nợ xấu rồi thì các cái kỳ vọng như nâng hạng thị trường rồi tăng tỷ lệ sở hữu nhờ từ nước ngoài rồi game bán vốn thoái vốn đây là các yếu tố mà đánh giá một cái cổ phiếu nhóm banh là yếu tố cơ bản nhất ngoài ra còn cái yếu tố khác nữa rồi e, rồi thì pb vân vân nó là đó là các cái chỉ tiêu mà mình cho là những chỉ tiêu đó, là chỉ tiêu về kết quả thôi tôi là những chỉ tiêu phụ thôi còn đây là các chỉ tiêu mang tính là nội tại đó thì sẽ tập trung vào các chỉ tiêu này đầu tiên chúng ta đi đến cái tăng trưởng tín dụng, thì tăng trưởng tín dụng thì các bạn thấy là trong cái năm vừa qua kết thúc của năm 2023 thì tăng trưởng tín dụng của mình có đạt 12% thôi. Nhìn về tốc độ tăng trưởng trên GDP thì có phần tụt lùi so với các cái năm trước, từ năm 2016 cũng 18,2%. Nên là trong các cái năm tới, năm nay cụ thể là 2024 trở đi và các cái tháng cuối năm thì sẽ đẩy mạnh cái tăng trưởng tín dụng thông qua cho vay và thông qua đầu tư công rất là mạnh và à, cuối năm 2023 đến đầu năm nay các bạn thấy là cái tốc độ giải ngân đầu tư công vẫn tiếp tục được đẩy cao và ngoài ra thì hiện tại bây giờ thì banh đã hạ lãi suất rất là thấp mục đích là gì kích thích cho vay kích thích cái việc là giải ngân vốn để cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ được đẩy cao lên trong thời gian tới như vậy về cái bối cảnh vĩ mô của ngành thì cái tăng trưởng tín dụng này thì đang được hỗ trợ rất là tích cực của chúng ta đó là về cái tăng trưởng tín dụng bối cảnh về vĩ mô đối với nhóm banh cái thứ hai về tốc độ tăng trưởng tốc độ tăng trưởng thì hiện tại CDG là thuộc cái cổ phiếu mà Uh, nhà nước sở hữu thì có cái tốc độ tăng trưởng năm 2023 à, so với 2022 là 11,2 phần trăm bình quân mới về 7,4 ACB 7,4 còn các cổ phiếu khác như Tên banh biết về thì có, giảm một chút so với lại năm ngoái STB thì tăng trưởng đột biến do một số các cái phần mà nó đột biến được hành tán vào từ cái phần mà bán uh, cái khoản nợ vân vân hoặc là một số tài sản khác thì cái này chúng ta là không tính vào cái việc là, là tăng trưởng của cổ phiếu như vậy là đối với các cái cổ phiếu này chúng ta thấy là có duy trì ổn định và tích cực có ba cái cổ phiếu CDG, MB và ACB Techcombank thì có tụt một chút về tốc độ tăng trưởng so với năm trước tuy nhiên là các cái chỉ tiêu khác của Techcombank thì năm nay được cải thiện khá là nhiều so với lại năm 2022 hoặc 2023 tí phân tích cổ phiếu này như vậy là trong cái chỉ tiêu đầu tiên nó là tốc độ tăng trưởng tín dụng thì có thể thấy là các cái banh như như ACB, MB hoặc CDG đang chiếm là ưu thế khi mà vẫn giữ được cái tốc độ tăng trưởng ổn định qua các cái năm mặc dù là kinh tế của Việt Nam năm 2022 và 2023 rất là, 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 xấu và cái thời kỳ mà nhiều doanh nghiệp là đang lao đao hoặc là đang cái thời kỳ mà vẫn còn vật lộn để gì để tìm cái phục hồi tìm cái cách để tăng trưởng nhưng mà banh thì vẫn, vẫn duy trì và giữ được cái đà tăng trưởng đẹp. Ok cái chỉ tiêu tiếp theo ở cái đó là cái tỷ lệ casa thì casa tính đến thời điểm quý 4 của năm 2023 thì mb đứng vị số 1 và sau đó là Techcombank tiếp theo là cổ phiếu như mà SB, CDG, Tiên Phong vân vân. ACB thì casa có 20% thôi, Bit phần 19%, STB vân vân thì thấp hơn khá là nhiều. Như vậy là trong năm cổ phiếu về tỷ lệ casa hàng đầu thì mb và Techcombank thì tương đương nhau, 38 và 38,1% thì các cái năm trước thì chúng ta thấy là Techcombank duy trì một cái tỷ lệ cao xa cao nhất sàn khi mà năm 2022 tận 46 phần trăm hiện tại bây giờ là còn 38 phần trăm nhưng mà vẫn đứng vị trí thứ hai ở trong ngày như vậy là chúng ta thấy là cái tỷ lệ cao xa của Techcombank của MB là thuộc cái tốt khá là cao cao nhất trong các cổ phiếu nhau bay và sau đó cả đến các cổ phiếu khác như MB và CDG như vậy CDG vẫn nằm trong top 5 về cái chỉ tiêu là gì tỷ lệ ca ra à, qua hai chỉ tiêu thì chúng ta thấy là CTG Techcombank MB là các cổ phiếu mà gì uh, luôn luôn là nằm trong top thứ năm đấy của uh, cái xét các cái chỉ tiêu uh, như vừa nãy về hệ số niêm niêm thì uh, cái quý tính đến hết quý 3 2023 thì hệ số niêm của các ngân hàng ở đây được duy trì như Vietcombank là tỷ lệ niêm cao nhất sau đấy MB VBBHDB HDBank ACB MB vân vân đó là thời điểm mà đây tổng hợp hệ số lim của uh, các ngân hàng nhưng mà CDG hoặc bit này có hệ số lim thì cũng khá là khiêm tốn khi mà uh, sấp xỉ ba phần trăm dưới ba phần trăm trên bốn phần trăm thì MB là trên năm phần trăm đấy hoặc là ACB trên bốn phần trăm Techcombank trên bốn phần trăm như vậy tầm khoảng trên bốn phần trăm là cái tỷ lệ uh, cái biên lợi nhuận này có thể là chấp nhận được uh, có thể là cái tỷ lệ đó là xếp vào tỷ lệ khá và cao đấy lim còn uh, cái tiếp theo thì chúng ta chi tiết đến từng ngân hàng thì chúng ta thấy là MBB thì cái, cái tỷ lệ NIM ở đây MBB là khoảng hơn đến quý 4 năm 2023 thì khoảng trên dưới 5%, tỷ NIM khá là cao đối với các ngân hàng cổ phần. Và uh, Techcombank thì duy trì khoảng 4,11% được uh, quý 3 và quý 4 ở đây thì nó cũng tương đương với tỷ lệ đấy thôi, nó cũng hao hao tỷ lệ đó. ACB cũng khoảng hơn 4%. Uh, tiếp theo STB thì hơn 3% dưới at, uh, STB thì dưới 4 phần trăm 3,8 phần trăm VBank thì 5,6 phần trăm Tuy nhiên VBank này dính cái tỷ lệ nợ xấu khá là 5,7 như vậy là cái biên lợi nhuận của VBank với lại cái tỷ lệ ở xấu thì nó ngang nhau cái cổ phiếu này thì nợ xấu 5,6 phần trăm thì chúng ta bỏ qua chúng ta không xét khi chúng ta thì tập trung đầu tư bởi vì chất lượng tài sản nó không an toàn biên lợi nhuận gộp có, có cao đến mấy chăng nữa nhưng mà cái chất lượng tài sản nó không an toàn thì nó cũng mang tính rủi ro rất cao như vậy là trong cái hệ số nip thì chúng ta thấy là các cổ phiếu như MBB là một này Techcombank là hai, ACB là các cổ phiếu mà chúng ta lọt vào cái top số năm, top số năm, MBB đây là hơn 5%, phần trăm, Techcombank hơn bốn phần trăm, vẫn là cái tỷ lệ khá là cao, ACB hơn 4%, phần trăm, còn STB và VBank thì là thấp rồi, STB đây có sót chỉ bốn phần trăm, mà VBank thì nợ xấu quá cao, chúng ta bỏ. Như vậy hệ số lim thì trong cái banh top đầu thì chúng ta vẫn nhìn thấy các gương mặt quen thuộc của Techcombank, MBB của ACB đó là các cái banh tốt ở trong cái thời điểm hiện nay và ừ, tiếp theo chúng ta đến cái tỷ lệ tỷ lệ nợ xấu Đấy, tỷ lệ nợ xấu thì có CDG ở Techcombank ACB bit và VAB là thuộc cái tốt đầu tiên là có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất CDG chỉ có 1,13 phần trăm thôi còn lại các cổ phiếu ở đây không xét về công banh các bạn nhé Vietcombank này tỷ lệ là xấu thấp nhất sau đó CDG, Techcombank, ACB, BIT và VIB hiện tại bây giờ thì nợ xấu khoảng độ dưới từ khoảng 1.6 dưới 2% thì ở cái mức mà có thể chấp nhận được MB thì nợ xấu 1.6% còn VIB, BIT, ACB, Techcombank và CDG là cái tỷ lệ nợ xấu thì là khá là thấp như vậy trong cái chỉ tiêu về tỷ lệ tỷ lệ nợ xấu này thì có CDG và Techcombank là hai cái doanh nghiệp mà có tỷ lệ nợ xấu là khá là thấp khi mà có 1,13 với 1,19% thôi Nên về chất lượng tài sản thì ở CDG và ACB Techcombank là ba cái doanh nghiệp mà có chất lượng tài sản tốt nhất đối với các cổ phiếu nhóm banh ngoại trừ về các banh ra thì chúng ta có gì CDG, Techcombank và ACB là ba cái cổ phiếu mà thuộc cái nhóm banh có chất lượng cái tài sản cái chất lượng nợ xấu là khá là ok cũng khá là tốt rồi tiếp theo chúng ta đến cái chỉ tiêu khác đó là tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì với cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu này thì bit là chiếm tỷ lệ cao nhất so với CDG, MB, Techcombank và ACB như vậy là đối với lại các banh mà thuộc uh, cái dạng banh uh, tứ đại danh bổ đấy tứ đại có bit có CDG này thì uh, là hai cái banh mà trích lập khoản dự phòng đối với lại cái nợ xấu này khá là cao gần gấp đôi 160 phần trăm 180 phần trăm Uh, MB 112 phần trăm thích công 102 phần trăm như vậy là đối với các nợ xấu mà xét cái tỷ lệ bao phủ này gần như nó bao phủ hết toàn bộ cái nợ xấu rồi nên là cái nợ xấu nó không còn cái rủi ro đó. một là nợ xấu nó rất là thấp và hai nữa là cái tỷ lệ trích lập khá là cao như vậy cái nhóm banh tốt đầu này là cái nhóm banh mà khá là an toàn ở trong ở trong quá trình đầu tư đầu tư của chúng ta thì cái an toàn là phải tính như hàng đầu tiếp theo đó thì chúng ta mới lại tính đến cái yếu tố khác và đương nhiên cái nợ xấu là một trong những chỉ tiêu mà hàng đầu cái chỉ tiêu về đánh giá về chất lượng tài sản của các cái banh này ACB đứng top 5 top 5 về cái tỷ lệ bao phủ như vậy chúng ta có 4 5 cái cổ phiếu hàng đầu và có chất lượng tài sản tốt nhất bao gồm BID, nếu CDG MB Techcombank và ACB là các cổ phiếu mà nó có chất lượng tài sản tốt nhất ở trong cổ phiếu nhóm banh đấy xét về tỷ lệ nợ xấu và bao phủ nợ xấu ngoài ra cái nhóm banh chúng ta còn có kỳ vọng khác như kỳ vọng về nâng hạng thị trường kỳ vọng về tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở nước ngoài rồi kỳ vọng về bán vốn và thoái vốn nhóm anh ở trong thời gian tới thì trên cái biểu đồ kỹ, thuật thì các bạn biết là đối với cổ phiếu nhóm anh như tất cả đây thì sau khi có một quá trình điều chỉnh thì hiện tại là đã cân bằng cái vùng giá 39 40 và hôm nay này tiếp tục là gì đã có hai lần test một là cái lần test này và cái lần này là lần thứ gì lần thứ hai tức là cái dạng đáy hai và có không có hiện tượng là giảm nữa và hai nữa chúng ta thấy là cái ben nó bắt đầu nó, nó bó vào đây cái bên dưới ấy, nó, nó, hướng lên bên trên nó cụp xuống mà 20 vẫn dốc lên như vậy này trong thời gian tới giá mà thì nó tích lũy được trên cái ngưỡng 41.4 41.5 ở đấy và nó xa quay quanh đây như này thì cái cơ hội nó bứt phá ở cái nhịp mới khá là cao đối với các cổ phiếu nhóm banh này cụ thể techcombank banh hôm nay tiền vào khá cũng khá mạnh đối với cổ phiếu này và đây cũng là một cổ phiếu là thuộc năm cổ phiếu banh mà có chất lượng tài sản tốt nhất ở trong giai đoạn hiện tại thì các bạn xem cái bảng này thì các bạn thấy là đối với lại Techcombank Techcombank những cái tốc độ uh, tăng trưởng cái năm vừa qua mặc dù nó tụt một chút uh, so với năm 2012 nhưng về nhìn chung các chỉ tiêu của Techcombank nó đã cải thiện rất nhiều cái năm vừa rồi và đặc biệt là cái tỷ lệ nợ xấu thì uh, tỷ lệ nợ xấu trước cũng thấp nhưng bây giờ thì có khoảng 1,19% thôi cũng khá là thấp và trích nập với tỷ lệ trích nập cũng khá là cao thì thời điểm hiện tại biên lợi nhuận gộp thì vẫn duy trì ở mức trên 4% là cái mức cũng khá đúng không? Và cái mức đấy là mức trung bình mình khá gọi là mức khá và khá giả đấy đấy cái mức này cũng gọi là ok thế như vậy là xét về các chỉ tiêu mọi mặt thì techcombank cũng là một trong doanh nghiệp thuộc lọt cái top bank top ở trong cái tiêu chí đầu tư của chúng ta và doanh nghiệp này cũng khá là ổn ok đúng không đó là cái cổ phiếu đầu tiên techcombank cái cổ phiếu thứ hai này chúng ta xét vừa nãy là chúng ta có mbb MB cũng tương tự như vậy đúng không hôm nay cũng tẹt cái vùng đáy thứ hai đây vùng đáy một đây vùng đáy hai và trong trường hợp xấu thì có thể ở dự phóng các phiên trước mình phân tích được cho mọi người là nếu trong trường hợp xấu có thể test về vùng hỗ trợ để quanh quanh 21 cộng Đấy, 21 cộng 2 cộng trừ và cái vùng này là cái vùng mà gì 22 cộng cái vùng này là vùng 21 như vậy là trong trường hợp mà có test về cái vùng này thì nó cũng là hai khoảng cách này nó cũng rất là gần một vùng là vùng 21 cộng một vùng là vùng 22 cộng và cái vùng này cũng là cái vùng mà hỗ trợ khá là mạnh Vào hôm nay test đây hai và cổ phiếu đã bứt thoát vượt lên như vậy trong thời gian tới thì cái chen hai cái ben nằm ngang và cái m20 vẫn nằm ngang này như vậy trong thời gian tới nó còn còn sideways nữa ở trong thế này và chúng ta sẽ có cái lựa chọn thứ hai đó là cổ phiếu mbb mb là một trong cổ phiếu vượt trội về tỷ lệ casa khi mà casa chiếm vị tốt đầu lớn nhất nó cao nhất ở trong cái đây MB Casa chiếm cao nhất ở tính thời điểm quý 4 của năm 2003 và banh tốt nhất về Casa đến thời điểm quý 4 ở đây cũng là một cái cổ phiếu mà tỷ lệ nợ xấu thì có 1,6 phần trăm tức là dưới 2 phần trăm vẫn có thể chấp nhận được đối với cổ phiếu này và tốc độ tăng trưởng cũng khá là duy trì ở mức ổn định ở sắp chỉ 10 phần trăm một năm 7,4 ngang bằng với lại ACB như vậy là đối với lại MBB là cổ phiếu mà cổ phiếu thứ hai ở trong top các cổ phiếu banh mà đáng đầu tư ở trong đáng lựa chọn trong các thời điểm hiện tại rồi tiếp theo cổ phiếu thứ ba ACB ACB chat nhìn các bạn nhìn cũng hao hao cổ phiếu ờ, cổ phiếu vừa phân tích cho mọi người đó là cổ phiếu gì MBB và cũng test cái này hãy quanh vùng 26 cộng và cái vùng hỗ trợ rất mạnh trong hợp nếu mà có điều chỉnh chung đây thì cái vùng 26 đấy 26 vùng này vùng sát 27 từ 26 đến 26.6 cái vùng đáy này cái vùng này cách nhau khoảng 6 like các bạn nhé nhưng mà về cơ bản cổ phiếu này có vẻ là gì nó đang bứt thoát cái đây rồi cái kênh sideways down nhẹ ở trong cái thời gian vừa qua và hiện tại bây giờ cái kênh này nó đã chuẩn bị nó phá vỡ gần như đóng cửa này nó đã vượt qua cái điểm của cái kênh này rồi và trong các phiên tới thời gian tới thì cái trạng thái nó cũng hao hao ở các cổ phiếu khác của nhóm banh có thể nó sẽ tích lũy hoặc test lại duy trì cái nền nó vượt được trên 27.4 này thì duy trì được cái nền này thì thời gian tới cơ hội nó tăng tiếp khá là cao đối với cổ phiếu như cổ phiếu ACB ACB thì uh, có cái tỷ lệ nợ xấu khá là tốt 1,24 phần trăm thì thấp hơn CDG một chút hoặc thấp hơn Techcombank một chút thôi nhưng mà về cơ bản là cái tỷ lệ nợ xấu như này là thấp và chất lượng tài sản khá là ok đó như vậy nếu chúng ta xét về tỷ lệ tỷ lệ nợ xấu thì chúng ta có gì các cổ phiếu Techcombank khá là ổn có ACB khá là ổn có CDG khá là ổn ngoài ra MB 1,6 phần trăm cũng thể chấp nhận được trong cổ phiếu nhóm banh như vậy nó vẫn thuộc các nhóm banh tốt mà chúng ta vẫn có thể đầu tư ở ờ, trong một cái chu kỳ mới hoặc một cái uh, một cái nhịp chen mới ok đó là cổ phiếu acb tiếp theo tốt cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu ctg cg cũng tương tự các cổ phiếu khác thôi vùng hỗ trợ cg cũng khá là mạnh ở ờ, cái vùng khoảng 31.8 gọi là 32 cộng trừ tức là cái đáy này nếu trong trường hợp có điều chỉnh trong đây thì cái vùng này hỗ trợ cũng rất là mạnh nên là trong thời điểm ngày hôm nay chẳng hạn bạn nào có bắt được ở trong cái thời điểm như tin báo ở sớm ở cái vùng giá khoảng độ cái vùng giá này khoảng 33 cộng trừ một chút thì đây cũng là một vùng khá an toàn mặc dù là hôm nay cái phiên tăng của CG cái von này chưa thuyết phục nhưng mà như mà dự phóng trong thời gian tới là nó uh, CG thì nó có cái điểm trừ so với một số cổ phiếu khác tức là cái chen này là một cái gen sai đạo và thì nó chưa bứt thoát được cái chen này có một số cổ phiếu kia thì nó đã bứt thoát được khỏi chen rồi và hiện tại cổ phiếu này chưa bứt thoát nên là trong trường hợp mà nó có test lại cái vùng đáy hai này thì đây là có thể là cái cơ hội các bạn sở hữu cổ phiếu này đó cổ phiếu này trong thời gian tới CG được biết đến ở trong cổ phiếu banh cũng là một trong các cổ phiếu tốt khi mà có tỷ lệ nợ, nợ xấu là rất là thấp 1,13 phần trăm chỉ thua mỗi uh, Techcombank và uh, Vietcombank thôi à trên Techcombank Techcombank 1,19 còn CG 1,13 như vậy là đối với cái tỷ lệ nợ xấu này thì uh, chúng ta thấy CTG đây 1,13 1,13 thì chúng ta soi về cái tỷ lệ nợ xấu này một chút xem là cổ phiếu nào hiện tại đang là tốc đầu CG 1,3 ba thì trừ việc Banh ra thì CG đang là cổ phiếu đầu về có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất đấy ngoại trừ Việt Nam Bang. và so với Techbank bank ACB thì là cái tỷ lệ nợ xấu của những cái cổ phiếu này khá là thấp so với các cái nhóm cổ phiếu khác cổ phiếu khác là thuộc các cái cổ phiếu dưới ví dụ như là tiên phong banh STB EIB 2,65 phần trăm SHB 2,8 MSB 2,87 Vbank tận 5,01 phần thì những cái cổ phiếu mà có tỷ nợ nợ xấu quá cao như này thì chúng ta thì chúng ta hạn chế một quả chúng ta chọn các cái banh tốt đầu, được à, dạ. Như vậy xét các cái tiêu chí uh, từ nợ xấu bao phủ nợ xấu thì nền niêm uh, niêm rồi thì ca sa uh, tốc độ tăng trưởng tăng thì dụng vân vân thì chúng ta thấy là các cái banh mà nó tốt ở thuộc cái phân tích của chúng ta hôm nay thì có uh, cổ phiếu gì uh, Techcombank banh uh, cổ phiếu này có dòng tiền khá là khỏe và được ưu tiên. Đấy, banh có dòng tiền về dòng tiền thì Techcombank tỏ ra vượt trội so với các cổ phiếu khác sau phiên ngày nay nên là cổ phiếu này có thể được ưu tiên hàng đầu. Cái cổ phiếu VIB thì nó chạy khá là mạnh hôm nay có cái phiên mà cái dòng tiền khỏe nhất nhưng mà nó chạy mất rồi nên là cái điểm mà cái điểm mà các bạn vào cao này thì cái điểm này nó không tốt. Nên nếu mà các bạn muốn mua điểm này các bạn còn đợi đợi test khoảng giá dưới 23 ba hoặc tích lũy được cái này thì các bạn vào sau nhưng mà cổ phiếu này thì hôm nay có cái bon bùng nổ. VIB VIB thì xét các chỉ tiêu thì để mình view qua cho các bạn về VAB hôm nay thì cũng là một phiên nổ khá là mạnh và cổ phiếu đóng trần đối với VAB VAB ở đây cái tỷ lệ là xấu có 1,28 phần trăm cũng khá là thấp Tuy nhiên điểm trừ đối với VAB thì ca xa có 13,2 phần thôi Rồi so với MB hoặc so với Techcombank thì cái tỷ lệ ca xa của VAB thì khá là nhỏ ở hai cổ phiếu kia thì 38 phần trăm cổ phiếu này có 13 phần trăm thôi khá là khá là thấp đúng không? Đúng không? Đúng không? khá là thấp so với các cổ phiếu khác như vậy là tỷ lệ khác như Nim hoặc là bao phủ vân vân thì uh, chúng ta soi lại ở trên này xem là cái, cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu đối với VIP VIP đây thì chưa được thống kê Casa uh, thì vì Casa vừa chúng ta view rồi nhưng còn các cái chỉ tiêu khác thì chúng ta uh, soi thêm về cổ phiếu VIP này Nim đây hệ số Nim của VIP thì chiếm là 4,73% thời điểm quý 3 như vậy là đối với lại cái hệ số Nim của VIP cũng khá là cao chỉ thua mỗi Vbank MB và đây là một trong những doanh nghiệp mà các cái doanh nghiệp mà có hệ số niêm trên 4 là các cái doanh nghiệp mà thuộc hệ khá bạn nhé ví dụ như Techcombank này trên 4 ACB trên MSB HDB VB nhưng mà các cổ phiếu khác thì nó không thỏa mãn các điều kiện khác nên là VB này cũng là một trong cổ phiếu mà cũng thuộc các nhóm banh mà chúng ta thì có thể đầu tư ngoại trừ cái chỉ tiêu về casa thì nó hơi kém nhưng ngược lại là kém nhưng mà cái biên lợi nhuận gộp của, của nó vẫn khá là cao 4,7 như vậy là hoàn toàn là cái chỉ tiêu là nó vẫn đáp ứng cái tiêu chí chúng ta như vậy có thêm một cổ phiếu uh, VIB nữa như vậy các cổ phiếu tốt thì chúng ta có uh, Techcombank OK này đúng không? MBB cổ phiếu khá là OK này, ACB này, ACB cũng OK này, Đấy, CTG, đúng, CTG thì cái bond nó hơi kém một chút thôi và VIB đó là các cổ phiếu mà rất đáng để đầu tư hoặc các cổ phiếu mà theo team khuyến nghị trong này uh, lựa chọn cho các bạn trong phiên ngày hôm nay đó là uh, các cái cổ phiếu như gì ba cái cổ phiếu CTG MB và Techcombank. Techcombank hôm nay là một trong cổ phiếu mà nổ ngon mạnh nhất, có dòng tiền khỏe nhất so với các cổ phiếu khác trong nhóm anh. Và đây là các cổ phiếu mà chúng ta đáng cho, lựa chọn, đầu tư cho một chu kỳ tiếp theo có thể là trong một cái vòng mới. Ở trong các phiên tới có thể nó còn test lại hoặc là còn tích lũy tiếp trước khi vào các nhịp. Và đây là cơ hội để các bạn là các bạn canh mua các cổ phiếu Bank và đây là các cổ phiếu mà đáng sở hữu nhất cho một chu kỳ đầu tư của mình. Ok, nếu các bạn còn chưa biết chọn cổ phiếu nào hoặc là các bạn chưa biết điểm mua về các cổ phiếu nhóm banh này thì các bạn có thể join vào các nhóm cộng đồng để các bạn kích vào cái phần mô tả ở bất kỳ video nào các bạn cũng thấy là các nhóm cộng đồng đây và để được gì cập nhật đây là các nhóm cộng đồng đây và để được khuyến nghị một cái chi tiết cũng như phân tích các cái điểm cập nhật trong phiên điểm mua bán trong phiên các bạn liên hệ mình để vào tìm khách hàng và dùng khách hàng thì các bạn có cái trải nghiệm tốt nhất về uh, các cổ phiếu điểm mua cũng như phân tích đầy đủ và chính xác nhất đối với các cổ phiếu này cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bạn xem cho mình một like comment và subscribe cũng như đăng ký kênh để cập nhật các video sớm nhất trong thời gian tới. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người.